HLV Kim Sang Sik có vẻ như sẽ làm sạch đội tuyển VN theo kiểu hoàn toàn mới đấy à? Chưa đến lúc đội tuyển VN quẩy lên đầu, nhưng Kim Sang Sik đã chính thức nắm quyền và bắt đầu thời kỳ mới của mình. Điều này đã bắt đầu từ khi ông đặt chân lên sân V-League để nắm bắt tình hình và xác định tình hình thật sự của bóng đá Việt. Thực ra thì Kim Sang Sik tính toán cũng không ít đâu. Ông tuyên bố đã rình mò bóng đá Việt từ hơn 20 năm trước. Đó có thể chỉ là lời đùa dân dã thôi, nhưng cũng đủ thấy ông chú trọng việc nghiên cứu trước khi quyết định chơi với đội tuyển Việt Nam. Việc chuyển hẳn từ CLB John Book Hyundai Motors sau 14 năm không phải là chuyện nhỏ đâu. Kim chắc chắn đã cân nhắc kỹ lưỡng. Ông cũng đã khẳng định đã xem nhiều băng ghi hình về đội tuyển VN để hiểu rõ hơn về những gì cầu thủ cần cải thiện. Nhưng như chảo lên, chảo xuống, việc coi video không bằng việc nhìn trực tiếp bởi có những phẩm chất không thể ghi lại bằng máy quay. Điều đó làm cho Kim Sang Sik không ngần ngại mà vồ ngay các trận đấu trên sân. Ông đã rình rập sân hàng đẫy để thấy thể công Viettel đấu LB Bank Hagel. Sau đó, ông lại ló vào sân Thiên Trường để xem Nam Định và Bình Dương tranh tài. Và cuối cùng, không thể bỏ lỡ trận giữa thể công Viettel và Hà Nội. Đâu có dại gì khi Kim Sang Sik chọn 3 trận đấu này. Tất cả các đội đều có nhiều cầu thủ từ đội tuyển và U23 Việt Nam. Với Hà Nội và thể công Viettel, có dưới 10 cầu thủ từ đội tuyển quốc gia. Còn Bình Dương thì có cả hai người hùng Tiến Linh và Ngọc Hải. Còn Nam Định, dù dẫn đầu V-League nhưng chỉ có Văn Toàn được đặc biệt ưu ái dưới thời HLV Philippe Chusier. Chắc Kim Sang Sik cũng không phải thất vọng khi xem các trận đấu này. Cái tôi ấn tượng nhất là tinh thần chiến đấu quyết tâm của đội. Tôi cũng nhận ra một số ưu điểm của họ. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh, cầu thủ nào cũng cần có nền tảng vững chắc, thể hiện khả năng cạnh tranh và sẵn sàng đáp ứng. Tôi đã nghĩ ra vài cái tên có vẻ ổn. HLV người Hàn chia sẻ. Ông Kim Sang Sik đã rong ruổi trong giới bóng đá Hàn Quốc gần 20 năm, luôn mang theo phong cách tận tụy, kỷ luật và bền bỉ từ khi là cầu thủ đến khi trở thành HLV chính. Một con số thú vị là 44% số bàn thắng của John Book trong mùa giải 2022 dưới thời ông Kim được ghi trong hiệp 2. Ông luôn đẩy mạnh tinh thần chiến đấu và không bao giờ từ bỏ. Điều này chính là điều ông muốn thấy ở các cầu thủ của mình. Ai đạt được sẽ có cơ hội rộng mở ở đội tuyển VN. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe. Nếu thấy thông tin mình chia sẻ có giá trị, đừng ngần ngại bấm like, share và đăng ký để tạo động lực cho mình duy trì kênh nhé. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, thành công và may mắn.